Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Bão Mawa ít khả năng đi vào biển đông của nước ta. Tuy nhiên, khi tiến gần hơn tới khu vực phía đông của đảo Luzon, Philippines, với cường độ siêu bão thì bão Mawa sẽ tác động làm gió trên biển đông mạnh hơn. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, gió tại Bắc Biển Đông sẽ mạnh lên cấp 6 và giật cấp 8. Từ đêm ngày 29 tháng 5 còn có thể mạnh lên tới cấp 7, giật cấp 9 gây biển động mạnh. Ngoài gây gió mạnh, siêu bão Mawa còn nối với một giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa của Biển Đông. Và khi bão tiến đến gần Biển Đông hơn, thì nó sẽ hút làm cho gió Tây Nam trên khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa mạnh lên đáng kể. Kèm theo tình trạng biển động là những cơn mưa rào và dông xuất hiện liên tục và kéo dài cả đêm lẫn ngày trong những ngày hôm tới, khiến cho tầm nhìn xa trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông bị giảm thấp, xuống dưới 10 km, kể theo đó là nguy cơ cao đến rất cao về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các tàu thuyền. Để với các tuyến hải trình ra vào đảo, không nằm trong vùng tác động của giải hội tụ nhiệt đới hay hoàn lưu rìa xa của siêu bão Mawa, vì thế mà ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt, gió ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra tới khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ hướng Đông Nam với cường độ cấp 4. Sang ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 còn chuyển gió yếu, thời tiết cơ bản là thuận lợi cho các hoạt động của bà con ngư dân. Vịnh Bắc Bộ thời tiết ổn định nhưng với khu vực biển miền Trung là nơi chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới nối với siêu bão Mawa nên ít nhiều khu vực này cũng sẽ chịu tác động. Với khu vực biển từ Quảng Trị vào tới Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai thì cơ bản là vẫn duy trì tình trạng gió yếu, sóng thấp và ít mưa. Nhưng từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5, khi giải hội tụ nâng trục lên thì những cơn mưa dông sẽ gia tăng hơn ở khu vực biển này, cũng như là với tuyến hải trình ra khu vực huyện đảo Lý Sơn. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.